Kính thưa quý vị, trong ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng nghiên cứu, cứu hộ cứu nạn thành công 9 ngư dân trên tàu cá TTH 96365TS đã bị chìm trên biển. Cụ thể thì trước đó, tàu cá do ông Dương Đe trú tại phường Thuận An, thành phố Huế làm chủ tàu. Trên tàu có 9 thuyền viên không may gặp sự cố khi đang hoạt động khai thác thủy sản cách đất liền khoảng 17 hải lý, khiến tàu trôi dạt nhiều giờ trên biển, sau đó bị sóng đánh chìm. Tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Thuận An đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động tàu thuyền tiếp cận, cứu hộ cứu nạn. Đến tối cùng ngày, 9 ngư dân được các tàu cá lân cận phối hợp với tàu của Hải đội 2 biên phòng đưa vào bờ an toàn và hiện đang được kiểm tra theo dõi sức khỏe.